Sáng 31 tháng 8, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dân hương dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dân hương, dành phúc mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dân cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với đó, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dân hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cộng sản tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Cũng tại đây, đoàn đại biểu đã xem triển lãm chuyên đề Tết độc lập nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với 120 hình ảnh tư liệu, triển lãm thể hiện một cách khái quát về các nội dung: xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa tháng 8, sáng lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết tâm giữ vững nền độc lập, lãnh đạo chiến dịch Điện Biên phủ đến thắng lợi cuối cùng. Đảng và nhà nước ta mãi đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đến dân hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.